Xin kính chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc của bên em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 22 tháng 2 năm 2019. Em xin phép được chúc tất cả các cô chú, anh chị và các bạn yêu lan có một buổi tối thật vui vẻ và đầm ấm, hạnh phúc bên người thân và gia đình ạ. Và xin giới thiệu với tất cả các cô chú, anh chị và các bạn, thì hôm nay nhà em có về khá là nhiều loại mặt hàng lan rừng. Và hàng hiện tại thì đa số đều là đang nụ cô chú, anh chị nhé. Và một số thì cũng đang chớm có hoa rồi đấy ạ, như hoàng thảo kèn này. Rồi, có rất là nhiều loại hoa đáng sưu tầm. Sau đây em xin được điểm qua và giới thiệu chi tiết từng cái mặt hàng và giá của từng loại tới tất cả các cô chú, anh chị và các bạn luôn nhé. Cái mặt hàng đầu tiên em muốn giới thiệu đến tất cả các cô chú, anh chị và các bạn luôn, đó chính là cái đai châu Thái hàng giống ạ. Và hàng này là hàng cây giống đã được 11 tháng cô chú anh chị nhé. Và thường thì hàng cây giống khi mà cô chú anh chị mà chăm tốt ấy ạ, thì bắt đầu đến 2 năm thì nó sẽ bói hoa đầu tiên. Nếu như cô chú anh chị chăm tốt thì hàng này thì nó rất là cây rất là cứng cáp rồi, tức là nó được 11 tháng rồi. Cái loại hàng đai châu này, đai châu hàng giống này thì em hôm nay thì em có 4 màu thôi cô chú anh chị nhé, có 4 màu thôi ạ. Đó là màu trắng, màu đỏ lai hồng, màu cam và màu cam và màu gì nữa nhỉ? Màu cam và màu đốm tím ạ. Đốm tím đó. Mỗi một cây như vậy thì em sẽ xin được bán giá là 33.000 cho một cây cô chú anh chị nhé. Hàng hôm nay về không nhiều, sang tuần sau thì lượng hàng nhà em về sẽ khá là lớn. Tuy nhiên thì hôm nay lượng hàng không nhiều cô chú anh chị nhé. Với cái loại cây mà cái trồng cái cây giống mà trồng từ 10 đến 11 tháng thì em nghĩ là cái giá này thì nó rất là rẻ rồi. Em khẳng định như vậy. Và đó, cô chú anh chị yêu thích thì có thể liên hệ đặt hàng với em. Cái số lượng thì có hạn, nếu như cô chú anh chị nào mà chưa có được trong lô này thì có thể liên hệ đặt hàng với em trong lô sau. Ở cái tuần sau em sẽ có tiếp tục có hàng về ạ. Rồi mặt hàng tiếp theo đó là hoàng thảo kèn cô chú anh chị nhé. Hoàng thảo kèn cô chú anh chị xem ạ, đây là hàng kèn bóc vườn. Hôm nay nhà em chỉ còn có hàng kèn bóc vườn thôi. Và thực sự mà nói thì cái hàng kèn hôm nay, cái lô kèn về em rất là đẹp luôn, em cảm thấy là rất là đẹp luôn. Cây nào khi mà nở hoa đều tím ngắt như vậy này. Đó, hoa tím ngắt như vậy. Và cô chú anh chị cùng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của hoàng thảo kèn này. Đó. Đây là những cây mà khi mà đóng gói vận chuyển thì nó cũng đã bị dập rất là nhiều. Tuy nhiên thì cô chú anh chị nhìn thấy là cái sắc tím của nó. Đó. Cái sắc tím và cái vẻ đẹp của nó phải nói là cực kỳ là tuyệt vời, nên là được nhiều rất là nhiều cô chú anh chị ưa thích cái dòng hoàng thảo kèn này, những người chơi lan ấy ạ. Và kết hợp với cái mùi hương thơm dịu rất là thích cô chú anh chị nhé. Nếu như cô chú anh chị mà về trồng mà nở tại sân vườn thì cái cánh nó căng bay nhìn nó sẽ còn đẹp hơn rất là nhiều nữa. Đó, hoàng thảo kèn hàng hiện tại thì đa số là đang chi chít nụ lớn như thế này. Đó, nụ rất là sai cô chú anh chị nhé. Mỗi một cái thân đốt như thế này thì nó sẽ cho từ hai cái bông hoa trở lên. Em bán với cái giá là 650.000 một kg cô chú anh chị nhé. Đó, cô chú anh chị nhìn thì thấy rồi ạ. Cây nào nở hoa đều tím ngắt như vậy. Rồi, mặt hàng tiếp theo đó là em có hoàng thảo chuỗi ngọc bắc cô chú anh chị nhé. Hoàng thảo chuỗi ngọc bắc thì khi mà nở hoa thì hoa nó đây, hiện tại thì có cây đã nở hoa rồi, hoa nó sẽ cho rất nhiều màu sắc đẹp như vậy này. Có những cây lá hoa nó sẽ tím hơn cô chú anh chị nhé. Cái dòng này thì em nghĩ là nó cũng rất là dễ thuần và dễ trồng ạ. Hiện tại thì mầm gốc của nó cũng đang bắt đầu nhú lên ạ. Và cái hàng này thì hiện tại nụ nó cũng lớn rồi, thì một số nụ còn và một số nụ thì không còn. Cái hàng này thì em bán với giá là 180.000 một kg cô chú anh chị nhé. 180.000 một kg ạ. Và cô chú anh chị cùng xem cái giò lan chuỗi ngọc của gia đình nhà em này, của gia đình nhà em trồng. Năm ngoái thì đây là cái hàng mà bọn em thanh lý ạ. Hàng rất là xấu rồi,
là em không không thể nào đóng gửi cho cô chú anh chị nữa. Đây, cô chú anh chị nhìn thì biết này, gãy dập hết rồi. Năm ngoái em được xem đúng duy nhất một cái bông, hai ba bông hoa thôi. Tức là nó gãy dập rất là nhiều rồi. Mà năm nay thì em trồng lên được rất là nhiều tay hoa như thế này. Nó nụ chi chít luôn ạ. Đó. Rất là dễ trồng, dễ thuần. Và hiện tại thì đây, kết hợp với nụ thì mầm gốc nó cũng đang lên. Đó. Cũng sẽ hứa hẹn cho mùa hoa sang năm thì chắc cũng sẽ rất là đẹp rồi. Đó. Hoàng thảo chuỗi ngọc. Em xin nhắc lại giá là 180.000 một kg cô chú anh chị nhé. Hàng thì đang nụ và đa số là đang nụ, nụ cũng lớn rồi. Tiếp theo đây là em có cái lô hoàng thảo Trần Tuấn. Lô hàng thả hoàng thảo Trần Tuấn hôm nay về thì cây rất là mập đẹp ạ. Hàng thì cũng đang nụ lớn cô chú anh chị nhé. Đang nụ lớn như vậy rồi. Đó. Đang nụ lớn và một số cây thì em thấy là cũng đang nở hoa ra rồi cơ. Không biết là lẫn đi đâu rồi này. Hoa của hoàng thảo Trần Tuấn thì nó rất là bền, có thể chơi đến vài tháng ạ. Đó. Em thấy là có những cái bông hoa thì nó màu đậm hơn, cánh sáp dày, hoa rất là chơi rất là bền. Ở dòng lan này thì cũng được rất là nhiều cô chú anh chị chơi lan ưa thích và muốn chinh phục nó. Hoàng thảo Trần Tuấn em bán với cái giá là 150.000 cho một lạng nhé. Tức là 1.500.000 một kg cô chú anh chị nhé. Hàng ấy đang nụ lớn ạ. Đó. Là qua đóng gói vận chuyển thì nó cũng từ rừng về ạ, thì nó cũng có sao hỏng một số nụ. Là cô chú anh chị nếu như mua hàng thì cũng hết sức thông cảm cho em về điều đó nhé. Rồi tiếp theo là hoàng thảo đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt thì hiện tại cũng đang nụ lớn này. Đó. Vào cái mùa xuân này thì gần như là hoa cũng nở hết rồi. Hoàng thảo đùi gà dẹt thì đây đang nụ như thế này, nhưng mà cô chú anh chị nhìn thấy cái sắc tím của nó cũng rất là đẹp rồi, nên là chắc chắn là cái màu hoa cô chú anh chị cái màu hoa của nó cũng sẽ rất là đẹp nhé. Hoàng thảo đùi gà dẹt em bán 180.000 một kg ạ. Tiếp theo đây là cái hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi thì cũng phải nói là được rất nhiều cô chú anh chị ưa thích. Hoàng thảo vôi đây là vôi bắc cô chú anh chị nhé. Đẹp, đang lên mầm này. Đó, đang lên mầm rất là khỏe như vậy. Và cũng đang nụ hoa luôn rồi ạ. Hôm nay toàn là cái hàng nụ thôi. Dạ, hàng nụ hoa nhưng mà nụ thì cũng chưa lớn lắm, nên là đóng gói vận chuyển cũng chưa ảnh hưởng nhiều cô chú anh chị nhé. Dạ, khá là trọn vẹn luôn rồi này. Hoa thì hoàng thảo vôi thì cô chú anh chị chơi lan rất là biết rồi. Hoa đẹp và kết hợp với mùi hương rất là quyến rũ. Hoàng thảo vôi bắc em bán với giá là 280.000 một kg cô chú anh chị nhé. Rồi sang bên này là em có sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên hàng Bắc nhá cô chú anh chị nhá. Sơn thủy tiên hàng Bắc hiện tại thì cũng đa phần là đang nhú nụ rồi, và cô chú anh chị lấy cái thời điểm bây giờ để được chơi hoa trọn vẹn nhất nhá. Cây này này, ngắn phun củn như thế này, nhưng mà cái rễ này này có mỗi bao nhiêu ạ? 3 cái giả hành như thế. Nhưng mà có 2 cái giả hành đang nhú nụ rồi nhá. Đây ạ. Một giả hành nhú nụ, 2 giả hành nhú nụ này. Và mỗi một cái nụ này thì nó sẽ cho một cái chùm hoa. Nên cô chú anh chị tưởng tượng là với một cái 2 cái giả thành hành như vậy thôi thì chắc chắn là 2 cái vòi hoa rủ xuống thì cũng sẽ rất là đẹp rồi đấy ạ. Đó. Sơn thủy tiên Bắc, cái nào dòng lan hoa đẹp, dễ trồng và dễ thuần nhá. Em bán với giá là 220.000 cho 1 kg cho dòng sơn thủy tiên Bắc này ạ. Còn bên này, bên này là hoàng thảo đùi gà tròn ạ. Chi chít nụ luôn ạ. Đó, chi chít nụ luôn này cô chú anh chị nhìn thấy chưa ạ? Có một số thì cũng đang sưng nụ nhỏ thôi, chưa có nụ lớn. Nên là cái hàng này thì chơi hoa cũng còn được khá là trọn vẹn. Hoàng thảo đùi gà tròn, cái lô này rất là đẹp. Em cũng nhập với giá cao nên là em xin phép được bán với giá là 200.000 một kg cô chú anh chị nhé. Còn sang đây là hoàng thảo trầm vàng. Hoàng thảo trầm vàng cũng đang chuẩn bị đến mùa nụ mùa hoa rồi. Đấy, em nói như vậy, hoàng thảo trầm vàng thì khi sau này nó sẽ một dạo nữa thôi thì hoa của nó sẽ bắt đầu nhú ra từ cái thân tơ non này cô chú anh chị nhé. Và đây là cái mặt hoa của hoàng thảo trầm vàng đấy ạ, cô chú anh chị cùng xem này, là mặt hoa của nó này. Đó, mặt hoa của hoàng thảo trầm vàng đây ạ. Đấy, cô chú anh chị quan sát cái thân cây non của nó thì cô chú anh chị cũng thấy rồi. Thì rõ ràng là cây hoàng thảo trầm vàng này thì nó sẽ cho hoa từ cái thân cây, thân tơ rất là non như vậy. Tức là cây vẫn còn đang độ phát triển đấy ạ. Cái
cái lá ngọn vẫn còn rất là non mà hoa của nó đã bắt đầu đã nở từ cái đoạn gốc như thế này rồi này. Đó, sau đấy tiếp tục là bên trên nó lại tiếp tục nở tiếp cô chú anh chị nhá. Đó chính là cái điều kỳ diệu từ cái cây hoàng thảo trầm vàng này. Nó rất là khác biệt với lại những cái cây khác. Đấy, thế nên là cô chú anh chị nếu như muốn sưu tầm cái dòng hoàng thảo trầm vàng này cho sân vườn của nhà mình thì lấy luôn từ bây giờ thì sẽ được ngắm hoa trọn vẹn nhất cô chú anh chị nhá. Đó, cây mầm tơ này một dạo nữa thôi thì mọc cao một chút nữa thôi, tức là nó sẽ bắt đầu cho nụ luôn đấy ạ. Em bán với giá là 400.000 một kg. À, tất cả khi mà các cái rề mà em gửi cho cô chú anh chị thì đều sẽ đảm bảo về các cái mầm như vậy cô chú anh chị nhá. Đảm bảo chi chít mầm như vậy này, rất là nhiều mầm như thế. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ kèm theo rất là nhiều thân già. Thân tơ nhá. Rồi tiếp theo đây là em có lô đi sa thum ạ. Đi san thum hay còn gọi là hương rừng cô chú anh chị nhá, hương rừng. À, có lẽ là tại vì cái mùi hương rất là thơm của nó đấy ạ. Hàng thì cái tầm thời điểm bây giờ nó cũng đang cho nụ rồi cô chú anh chị nhá. Đang có cây thì em thấy là nhú nụ khá là lớn rồi. À, có cây thì nó mới bắt đầu nhú nụ thôi ạ. Nó mới bắt đầu sưng mắt nụ thôi. Nên là nếu như cô chú anh chị có muốn sưu tầm cái dòng lan này thì cô chú anh chị có thể liên hệ đặt hàng từ bây giờ để được chơi hoa trọn vẹn nhất cô chú anh chị nhá. Được chơi hoa trọn vẹn nhất thì lấy từ bây giờ này. Đấy, cái nụ của nó có cây này nụ lớn như vậy rồi. Có cây thì mới đang bắt đầu sưng mắt nụ, và có cây thì thậm chí là chưa sưng mắt nụ đâu ạ. Nên là cô chú anh chị cứ yên tâm là sẽ được chơi hoa rất là trọn vẹn. Và hàng này thì nó rất là khô như vậy, khô ráo như vậy, nên là 1 kg sẽ được rất là nhiều. Hoàng thảo đi san thum hay là hương rừng em xin phép được bán với giá là 250.000 1 kg. Và một số nơi thì người ta cũng gọi đây là Điện Biên Đông cô chú anh chị nhá, Điện Biên Đông ạ. Và những nơi khác một số nơi em thấy là người ta bán giá đến 400.000 1 kg đấy ạ. Đây là cái mặt hoa của nó này, đi san thum ạ, hoàng thảo Điện Biên Đông ạ. Đó, hoa màu vàng rất là rực rỡ đấy, rất là xinh như vậy. Giá là 250.000 1 kg cô chú anh chị nhé. Rồi tiếp theo là em vẫn có cái dòng trầm tím liên tục về ạ. Hàng nhà em vẫn liên tục về cái tại vì cái thời điểm bây giờ là cái thời điểm mà rất là thích hợp để mà ghép cái dòng trầm tím này. Đó, cũng đang chuẩn bị nụ hết rồi. Là cô chú anh chị mà muốn chơi, muốn ngắm những cái dòng lan thân thòng thì lấy thời điểm bây giờ rất là hợp lý rồi cô chú anh chị nhá. Nhìn khô như vậy nhưng mà chắc một dạo nữa thôi là nó sẽ bắt đầu nảy những cái mầm gốc lên. Đấy, riêng những cái cây lan thì nó rất là có sức sống, phải nói là rất là mãnh liệt như vậy. Đấy, hàng thì đã được cắt tỉa sạch sẽ rồi. Và khi mà em gửi cho cô chú anh chị thì em sẽ gửi cho cô chú anh chị thân rề nào cũng có thân tơ. Tuy nhiên thì hàng nó là hàng khai thác ở rừng là cũng không tránh khỏi một số cái là có cái sự gãy dập ở cái đầu ngọn nhất định cô chú anh chị nhé. Có, nhưng mà cái số lượng mấy thì em cũng nghĩ là nó em cũng sẽ chọn cố gắng là không cố gắng là hạn chế nhất cái sự gãy dập khi mà quá trình em đóng gửi hàng cho cô chú anh chị ạ. Đây, ví dụ như cái thân này rất là nổ này, nó gãy một cái đoạn đầu ngọn này, nhưng mà cái mầm gốc nó vẫn đảm bảo khỏe và vẫn được chơi hoa bình thường. Đây là dòng trầm lớn cô chú anh chị nhá, trầm lớn ạ, trầm giống hàng lớn. Hàng này thì em bán với giá là 800.000 1 kg. Hôm nay nhà em lại tiếp tục về hàng nữa ạ. Dòng lan này thì cô chú anh chị nào mà đã chơi lan thì không thể bỏ qua dòng lan này. Đã, mặt hoa của hoàng thảo trầm tím đây, 800.000 1 kg. Dạ, đây là tất cả những cái mặt hàng mà hiện tại nhà em có đây. Mong tất cả các cô chú anh chị sẽ ủng hộ cho hàng lan của nhà em nhé. Và em xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Chúc và cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi clip của em ngày hôm nay ạ. Và em xin dừng clip ở đây.